Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay. Phần tin đáng chú ý hôm nay là tin bão sẽ có ngay sau đây. Và bây giờ, mở đầu là tin mưa lớn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Nguyên nhân gây mưa là do các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực giữa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đồng thời, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh trở lại và lấn dần về phía Tây, hình thành vùng hội tụ gió trên mực 5.000 mét. Dự báo, từ chiều tối nay đến sáng ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Từ chiều ngày mai, mưa tiếp tục giảm trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Thưa quý vị, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo mưa dông còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tiếp theo là phần tin bão. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, trên vùng biển phía đông Philippines đang có một áp thấp hoạt động. Lúc 16 giờ, áp thấp có vị trí ở vào khoảng 16,5 đến 17,5 độ Vĩ Bắc, 126,5-127,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 22 tháng 8, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 124,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là khoảng từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 23 tháng 8, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 123,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là khoảng từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào Biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 trong năm nay. Đến 16 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 120,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là khoảng từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 11. Chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật tình hình trong những bản tin tiếp theo. Mời quý vị đăng ký để theo dõi. Cảm ơn quý vị.